Và cái tính năng này cũng là tính năng đặc biệt đặc trưng của dòng loa Audoro Advance 5, đó chính là cái tính năng multi room. Tức là sao? Dòng loa này có thể kết nối nhiều loa lại với nhau để phát trên cùng một bài nhạc thông qua wifi như chúng ta. Ngoài ra thì loa cũng có thể phát riêng lẻ mỗi bài hát trên một loa ở nhiều vị trí đặt để. Hello, xin chào tất cả mọi người. Rất là vui gặp lại mọi người trong video clip lần này của Thiên Phụ Audio. Mình xin tự giới thiệu thì mình là Sang. Thì hôm nay thì Sang sẽ tiếp tục một cái video khui thùng một cái dòng loa di động. Đây là dòng loa Audoro Advance 5. Thì cái con này mình đã review trước đó rồi, nhưng mà vẫn chưa có một cái clip mà mình khui thùng thực tế một cái dòng sản phẩm, và không biết là bên trong nhà hãng có cho chúng ta những gì khi mà chúng ta mua cái sản phẩm này về. Thì hôm nay thì để cho mọi người có cái trực quan hơn về sản phẩm này thì mình sẽ khui thùng để cho mọi người biết thêm về sản phẩm. Bây giờ thì mình sẽ khui ra cho mọi người xem nha. Đây. Bên ngoài thì lo thì người ta cho mình một cái hộp giấy, và bên trong thì vẫn còn một phần hộp nha mọi người, rất là chắc chắn. Đây, bây giờ mình sẽ lấy cái hộp này ra luôn đi cho mọi người có thể thấy rõ hơn. Thì đây là cái dòng lo mà đã đưa hãng Audoro lên những cái tạp chí lớn như là Watt và Hi-Fi ha. Năm 2017. Và một số tính năng nhà hãng đã để ở đây. Wow. Bên trong còn có một lớp mút nữa mọi người. Nhà hãng này nói chung thì thiết kế bảo vệ rất là tốt. Đây, một số phụ kiện bên trong nè. Dây nguồn. Đây là catalog, thì nhà hãng cho chúng ta hai cái catalog. Và đây tiếp tục là một dây nguồn nha mọi người. Đó, một dây nguồn nè. Ok, cũng không có gì. Bây giờ mình sẽ khui ra. Ok mọi người, thì sau khi khui thùng thì đây chính là sản phẩm của chúng ta, Audoro Advance 5. Đó, mọi người có thể thấy nè. Thiết kế vô cùng đơn giản, đúng với đặc trưng của Audoro luôn. Thì Audoro thường thì nổi tiếng về cái chất âm nhiều hơn, nên là cái phần thiết kế thì nhà hãng cũng làm đơn giản thôi. Nhưng mà đặc biệt thì đơn giản nhưng mà nó không có kém phần tinh tế nha mọi người. Nhìn rất là thanh lịch khi mà chúng ta đặt để trong những cái không gian nhà của chúng ta. Nói về mặt trước của loa thì mọi người sẽ thấy được thì loa cho chúng ta hai củ loa trép 0.75 inch và củ loa bass là 4 inch. Thì loa bass với cái công nghệ AC bass đặc trưng của Audoro cho âm bass nghe sâu hơn, chi tiết hơn rất là nhiều. Đó. Phía bên trên thì nhà hãng thiết kế cho chúng ta một cái quai sách được làm bằng nhựa giả da. Đó. Đính ở hai bên là hai ngóc để giúp chúng ta có thể cầm nắm dễ dàng nè. Và ở phần này thì cũng là những cái nút kết nối cơ bản thôi. Thì nút nguồn, nút chuyển suột, nút Bluetooth và nút playback. Phía bên đây thì là nút tăng giảm âm lượng. Đó, tăng giảm âm lượng. Và những cái nút 1, 2, 3, 4 này chính là những cái nút gán những danh sách bài hát yêu thích thông qua app Audoro để giúp chúng ta chuyển bài hát nhanh hơn. Và đây là cái ngõ Out In để chúng ta có thể kết nối 3.5 với điện thoại phát nhạc qua dây. Và nói về mặt sau thì như mình đã review trước đó thì mặt sau là cái ngõ nguồn nè. Nguồn 100 đến 240, một ngõ sạc điện thoại, một ngõ live sub. Thì cái ngõ sub out này á thì sẽ giúp cho mọi người khi mà mọi người muốn nghe âm bass áp lực hơn nữa, sâu hơn nữa thì mọi người có thể kết nối sub của Audoro. Một cái ngõ wifi connect. Wifi connect này khi mà mọi người sử dụng app lần đầu tiên á thì lo sẽ phát ra một cái tín hiệu wifi thông qua cái nút này để cho mọi người có thể kết nối app. Đây là Wi-Fi Play và Input Play. Mọi người xài chế độ nào thì mọi người chuyển chế độ đó thì lo nó sẽ đáp ứng tốt nhất có thể. Và một ngõ Line-in nè mọi người, giác bông sen chúng ta. Bên đây thì nhà hãng thiết kế một cái lỗ thông hơi giúp cho lo khi mà đặt sát gần tường á thì lo sẽ tạo ra được cái âm bass cộng hưởng tốt nhất có thể, giúp cho bass sâu. Và nói về mặt phía dưới nè, mọi người có thể thấy nè, ở phía dưới thì nhà hãng thiết kế chúng ta là 4 cái chân là bằng cao su. Đó, và đặc biệt ở nhà hãng Audoro mình đánh giá rất là cao nha, là ở cái chân hai cái chân phía trước nó sẽ cao hơn, nhô cao hơn ở hai cái chân phía sau.
Tại sao là như vậy? Thì khi mọi người đặt xuống thì mọi người có thể thấy nè, lò nè, nó sẽ hướng phía lên trên. Như vậy thì giúp cho âm thanh đến tai người nghe tốt hơn so với những cái dòng lo mà đặt ở ngang như vậy. Thì nói về con lo này thì đây là dòng lo sử dụng điện nha mọi người. Thì đó là một cái điểm hạn chế của nó, thì lo phải sử dụng ở những nơi mà có điện, còn nếu không thì không thể sử dụng được. Tuy nhiên bù lại thì với việc sử dụng điện thì lo sẽ cho ra âm thanh cũng như là cái công suất đánh tốt hơn, ổn định hơn rất là nhiều. Thì nói về cái công suất của con lo này thì lo có công suất là 41W. Lo sẽ đánh ở những cái không gian phòng dưới 40m2 thì lo sẽ phủ đều. Ok, thì cái dòng lo này thì hiện tại nó có 3 màu chính, đó chính là màu trắng, màu đen và màu xám. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ đánh giá về cái tính năng của cái dòng lo Audio Rode Advanced 5 này. Và cái tính năng này cũng là tính năng đặc biệt, đặc trưng của dòng lo Audio Rode Advanced 5, đó chính là cái tính năng Multi Room. Tức là sao? Dòng lo này có thể kết nối nhiều lo lại với nhau để phát trên cùng một bài nhạc thông qua wifi giữa chúng ta. Ngoài ra thì lo cũng có thể phát riêng lẻ mỗi bài hát trên một lo ở nhiều vị trí đặt để. Thì tối đa của lo có thể phát lên đến là 8 lo nha mọi người. Và cái tính năng kết nối này thì mình sẽ dành cho video clip lần sau để cho mọi người có cái nhìn rõ hơn về sản phẩm. Thì bây giờ thì mình sẽ test nhạc thông qua chiếc lo này để cho mọi người đánh giá về chất âm. Thì vừa rồi mọi người đã được nghe được chất âm của con lo Audio Rode Advanced 5 rồi. Thì đánh giá về chất âm của con này thì mình cảm nhận thấy thì lo thật sự nổi bật về âm bass. Âm bass xuống rất là sâu, khá là nổi bật so với những dòng lo di động cùng phân khúc khác. Và đặc biệt hơn thì ở con lo này đó chính là cái khả năng lo khi mà phát âm thanh ở mức âm lượng cao, lo sẽ không bị vỡ tiếng, nghe rất là rõ. Thì lo này hiện tại ở Thiên Vũ có mức giá là 8.640.000. Nếu mà mọi người liên hệ với đội ngũ nhân viên bán hàng của Thiên Vũ thì sẽ nhận được giá tốt hơn, ưu đãi dành cho mọi người. Video clip của mình đến đây là kết thúc. Thì nếu mà mọi người cảm thấy video hay, hãy bấm like và subscribe giúp kênh của Thiên Vũ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần tiếp theo.